em xin chào các bác yêu lan trên toàn quốc nha. Nhà vườn em ở đỉnh dốc chợ Gian Thàng, thành phố Lai Châu, thì hôm nay em có mượn tài khoản của chú em muốn giới thiệu đến các bác một số hàng giò đang lụ và đang hoa của nhà vườn để phục vụ các bác yêu lan trên toàn quốc nhé. Các bác có nhu cầu mua lan thì hãy liên hệ vào số điện thoại 0965872311 nhé các bác nhé. Thì bây giờ em sẽ bắt đầu giới thiệu trước về một số hàng đang hoa trước nhé các bác nhé. Em xin giới thiệu ngọc trúc trước. Đang hoa và đang lụ nhiều. Đây. Hàng đang chi chít hoa và lụ. Cái thằng này thì đặc biệt là có mùi thơm rất là nhẹ nhàng nha các bác nhé. Em có giò đầu tiên là mã số 82, 200.000 các bác ạ. Đây ạ, hoa màu trắng tinh khiết nha các bác nhé, có mùi thơm nhẹ. Mã số 82, 200.000. Vì là thời gian nó cũng tối rồi nên em xin phép quay nhanh một chút nhá. Đây ạ, mã số 81, 200k nha các bác. 81, 200.000 ạ. Hầu như là ngọc trúc em đánh đồng giá hết nha các bác nhá. 81, 200.000 nhá. Tám mươi chín 200.000. Đây, giò này trồng tròn giá thể này, rất là đẹp này. 89 200.000 nhá. Hoa chi chít. Tám mươi bảy cũng 200.000 ạ. Đây, 87 cũng 200.000 nhá. 88 nữa cũng 200.000 ạ. Giò này hoa nhiều lắm này các bác này, hoa nhiều lụ nhiều. 88 200.000. Tiếp một giò 83 cũng 200.000 ạ. 83 200.000. Các bác làm mà ôm lô cái lô ngọc trúc này thì là quá tuyệt vời, tại vì nhà em để đồng giá hết to nhỏ đều 200.000 nhá. Đây 84 200.000 ạ. 84 200.000. Giò số 75. Giò này 200 ạ. Giới thiệu đang hoa và đang lụ rất thơm. 75 200.000. Hàng đang hoa đang lụ. Hàng này thằng này có mùi thơm nhẹ nhá các bác nhá. Mùi thơm nhẹ nhàng. Hoa màu trắng. Giò ngọc trúc đằng kia kìa. Tình xếp đây. Trong tình kìa. Đây ạ, giò cuối cùng 76, 200.000. Giới thiệu tình trạng hàng ghép ổn định chưa? Đây, mã số 76, 200.000. Hàng đã ổn định vào giá thể rồi nha các bác nhé. Thân rễ đã ổn định rồi, đang hoa đang lụ rất là nhiều. Cái này rất là sai hoa, thằng này rất là sai hoa. Tiếp đến là em có khoảng 6 giò kiều dẹt. Đây ạ, kiều dẹt mã số 93, 250k. Bác nào chưa có mắt hoa của kiều dẹt thì Google search của em 93, 250k nha các bác nhé. Mã số 94 cũng 250.000 giò này thôi ạ. Đây ạ, đây rễ cũng đã ăn vào giá thể hết rồi đấy các bác này. Rễ cũng đã ổn định vào giá thể hết rồi. Mã số 92 cũng 250.000 ạ. Kiều dẹt đấy, nói lên 250.000, mã số 92 kiều dẹt. Tiếp một giò kiều dẹt nữa, mã số 97, 350k. Giò này to hơn, 350k nha các bác nhá. Tiếp một giò 91, 300k. 91, 300k nha các bác nhá. Hầu hết tất cả các hàng đều đã ghép ổn định vào giá thể rồi ạ. Mã số 96, 400.000 ạ. 96, 400.000. Cái này trồng, cái này trồng vào gỗ lũa nên là cục lũa của nó hơi lặng một chút nha các bác nha. 96, 400.000 ạ. Đây, trời, nhà em trồng thuần cũng lâu lâu rồi đấy, nên là đây dễ ra đây này các bác này. Quay sát gốc cho các bác xem.
Đây dễ ra ăn hết vào giá thể rồi nha các bác nhé, thuần lâu rồi. Tiếp đến là em có hai giò duy nhất, hai giò hồ điệp Ấn duy nhất. Đang có khoảng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 nụ. 9 nụ. Đang có khoảng 9 nụ và đã thuần được 565. 565 tại vườn rồi nhé các bác nhé. Hoa cái đấy mà 9 ngồng á. 9 ngồng đấy. 9 ngồng. 9-10 ngồng ấy, đây này vẫn còn đây này, vẫn còn đang tiếp tục lên. Tóm lại là rất là nhiều ngồng hoa nhé, khoảng trên 10 ngồng hoa nha các bác nhé. Vẫn đang tiếp tục lên. Mã số 85 500k. Đây. Dễ đấy ạ, bộ dễ đấy ạ. Hoa bền 2 tháng. Chỉ có duy nhất 2 giò thôi nha các bác nhé. Không có nhiều ạ. 85 500k. Đặt cạnh luôn mục. Đây và giò thứ hai đi ạ. 86 400k. 86 400k. Cũng rất là nhiều ngồng hoa nha các bác nhá. Rất là nhiều ngồng hoa. Đây các bác, cho các bác xem ngồng hoa này. Cái này đây, mấy ngồng ạ. Các bác cũng Google search cái mặt hoa của loài này hộ em nhá. Đây dễ, đây dễ ăn bám vào giá thể rồi đây. Tiếp đến là em có khoảng mấy chục giò u lồi gì đấy. Thì cái này về bây giờ là các bác được chơi hoa luôn đây. Hàng đang nụ đây ạ. Mã số 02 300k. Mã số 02 300k nhé. Hàng đang nụ nhé các bác nhé. Cái này hay còn gọi là hoàng thảo ngũ tinh đấy ạ. Đây mầm chi chít nha các bác nhé. Dễ bắt đầu bám. Mầm rất là nhiều này. Mã số 80 350k. Cũng rất là nhiều mầm, nhiều lụ. Đây lụ cũng lên rất là dài rồi. Cái này về là các bác chỉ việc chơi hoa luôn thôi. 350.000 nhé. Mã số 32 250.000. Đây giò này bé bé xinh xinh 250.000 thôi ạ. 32 250.000 nha. Tiếp là giò 04, 400k giò này ạ. 400k giò này nha các bác. Đấy, giò 04, 400.000 ạ. Bình ơi, giúp vào đây. Lôi cổ. Tiếp một giò 06, 300.000 ạ. 06, 300.000 nha các bác. Đang đi xem nó nào. Giò 08 350.000 ạ. Giò này rất là nhiều mầm. 08 350.000 ạ. Ngồng lụ nhiều. Giò 90 400.000 ạ. 90 400.000 ạ. Giò mã số 90 400k nha các bác. Theo dõi mặt lan con. Mã số 07 300k. Trồng hai mặt. Đây ạ, trồng hai mặt ạ. Mã số 07 300k. Để im nó. Mã số 10 300k. Mã số 10 300k. Mã số 12 350k. Con tránh ra. Mã số 12 bà lan để kiếm tiền mua bim bim con. 12 350k. Ui còn rất là nhiều u lồi các bác ơi. Mã số 11 300k. Mầm nhiều nhở. Ui nhiều chi chít mầm. Đây 11 300k nha. Còn rất là nhiều u lồi nha. To nhỏ đầy đủ. Không tha cái bên đấy đâu nhá. Đây giò mã số 14 này 300.000 đấy các bác. 14 300.000 nhá. Đây ạ, mã số 13 300k. U lồi mã số 13 300k. Mười ba 300k nha các bác. Mười ba 300k.
Mã số 15 400K. Ôi, sạch bầm. 15 400K, chi chít bầm này. Lụ rồi các bác này, nhiều, cực kỳ nhiều luôn. Tất cả những hàng này đều là ghép ổn định vào giá thể rồi. Đây ạ, đây có một giò có mặt hoa rồi đây. Các bác nào chưa biết mặt hoa của U Lồi, ngắm giò này này, ngắm trực tiếp giò này, em này này. Giò này là mã số 52 500K, 52 500K, to dài đẹp, mầm cũng nhiều. Đây anh đi xuống đây. Đây ạ, một giò mã số 53 500K. Ui giò này hoa đẹp quá này, nhìn như cái mành, cái rèm ấy. Đây ạ, 53 500K nha các bác nhé. Chỉ 500K giò to đùng như này luôn đấy ạ. Treo sang bên kia đi. Một giò nữa mã số 54 300K. Giò này mặt bông to lắm này các bác này. 54 250K nha các bác nhá. 300K. À bác nhầm 300K. Em xin lỗi em nhầm nhé, giò này mã số 54 300K. Tiếp một giò mã số 17 300K. Mã số 17 300K. Vì là trời cũng sắp tối rồi nên là em xin phép em quay nhanh cho các bác nhé. Mã số 18 350K. Ui giò này bé nhưng mà mầm nhiều lắm các bác nhé. 18 350K. Mã số 22 300K. 22 300K nhé. Rồi. 21 300K. Giò này trồng xung quanh giá thể này, hai mặt này. 21 300K. Rồi. Giờ 12 phút thôi, quay được 12 phút. Mã số 19 400K. 19 400K nhé, giò này thân mập lắm các bác nhé. Thân rất là mập mạc nhé. 400K, 19 nhé. Tiếp đi. Mã số 20 350K. 20 350K nhé các bác nhé. Ui giò này rất là nhiều mầm này. Hai tư cũng ba trăm năm mươi k chứ các bác nhé. Đây giò mã số 25 350K rồi ạ. 350K U Lồi ạ. Hai mươi sáu cũng ba trăm năm mươi nghìn ạ. Hai bảy cũng ba trăm k. Rồi là em đã quay hết một loạt U Lồi nhà em rồi đấy ạ. Bây giờ em xin phép quay sang đùi gà nha các bác nhé. Em xin quay lần lượt từng loại một. Em xin quay sang đùi gà mã số 64 400K. Đang lụ nhé. Đang lụ nhé. Hàng này đang lụ ạ. Sắp tới là sẽ cho hoa đấy ạ. Bà bắt đầu bán rễ. 64 400K. Giò này đang bắt đầu bán rễ rồi ạ. Em này tặng 14 tháng 2 hoặc mùng 8 tháng 3 là hợp lý nhé các bác nhé. 64 400K. U đùi gà. Đây ạ, tiếp một giò đùi gà nữa là 65 400K giò này. 65 400K. Hàng đang lụ đây. Đây ạ, lụ đây ạ. Đang lụ đây nhé các bác nhé. 65 400K. Đây, tiếp đây. 67 400K giò này ạ. À 300K.
67 300k nhé các bác nhé. Hàng đang nụ hết này. Treo đây. Dạ, 59 300k. 59 giờ này 300k thôi ạ. Rồi đây. Bốn mươi chín giờ này 350k nhé các bác nhé. Năm mươi tám giờ này 300k nhé các bác nhé. Đang lên mầm nhiều. Đây đây. Mấy giờ sau đấy? Chưa quay đấy. Vâng. 57 giờ này 350k. 57 giờ này 350k nha các bác nhé. Đây ạ. 62 giờ này 300k. 62. Giờ này rất là nhiều mờ, nhiều lụ nha các bác nhé. 300k giờ này được. Sáu mươi mốt giờ này 400k. Đây này, lụ to như này này. Đây lụ giờ này đã đang to như này rồi, cuống tím lắm nhé các anh nhé. 61 400k. 63 350k. Giò số 63 350k. Qua 60 350k. Giò số 60 350k. Giò số 48 400k. 48 400k. Rồi. Giò số 47 300k. Rồi, 47 300k. Giờ sang đến đây đi. Em vừa quay hết một loạt đùi gà rồi nha các bác nhé. Bây giờ em xin phép quay sang đến phi điệp vàng. Phi điệp vàng. Phi điệp vàng giò 34 300k. Mầm rất là nhiều. 34 300k rất là nhiều mầm. Rồi. 69 200k. Đây mầm xanh mướt này các bác này. 69 200k nhé. Ba mươi lăm ba trăm k. Quay mấy đứa trẻ dẫn nó đi. Đi cho đứa trẻ ăn cho ao đi rau. Thế à? 33 250k. 33 250k. 33 250k nhé các bác nhé. Đây. Ui giò này mầm dài quá. Dài ấy. 46 300k này các bác này. Mầm dài lắm. Kệ nó. 46 300k. Bốn bốn 250k. Thôi con bỏ xuống. 45 250 nghìn ạ. 45 250 nghìn. Bốn mươi ba 250 nghìn. Kệ nó. 43 250 nghìn. Nó có sang được kia đâu mà chả kệ nó. Nó đứng kìa. Đây, tiếp ấy đi. Tiếp đến là em xin quay mấy bò. Tạp nham đi, quay tạp nham đi. Đuôi tròn 79 350 nghìn giò này nữa. Đây giá thể là chậu gỗ nhá. 79 350 nghìn chậu gỗ nhá các bác nhá. Đây còn sót giò đùi gà bên này này. Em quay lốt hai giò. Dạ. Vâng. 78 350 nghìn giò này thôi ạ. Ui giò này thân mập lắm. Mốc miếc này.
77 400 nghìn ạ. 77 400 nghìn nhé các anh nhé. Đây 77 400 nghìn. Đang nụ rất là to. Nụ rất là to. Đây. Một giò đuôi tròn nữa 66 350 nghìn. Mã số 66 350 nghìn. Đen rô. Có duy nhất một giò đen rô tại vườn. Đang mã lụ. Số 42 500k đang lụ rất là nhiều. Đây cái chậu nó hơi bị đổ một tí. Chậu là chậu. Đây ạ. Mã số 42 500.000 nhá. Đang lụ nhá các bác nhá, lụ rất là nhiều. Cực kỳ nhiều lụ mà đã thuần rất là lâu rồi nên dễ rất bám rất là chắc rồi. Tam bảo sắc. Mã số 70 500k. Mã số 70 500k. Có hai giò trúc Phật Bà. Hàng này cũng đang lụ nhé, ra hoa cùng với lại u lồi nhá. Lụ này. Mã số 55 700.000 ạ. 55 700.000 nhá các bác nhá. Có hai giò duy nhất không? Hai giò duy nhất nha các bác nhá. Mã số 66 700k. 56. 56 700k. Đây, lụ đây. Có hai giò duy nhất tại vườn. Mã số 56 700k. Đây giò này em bán giao lưu thôi chứ thật ra là hàng thuần lâu tại vườn rồi mà chậu rất là đẹp. Nên là cũng không muốn bán lắm. 74. Chậu này là chậu gỗ nhá, mua cái chậu này cũng đã hơn 100 nghìn rồi nhá các bác nhá. 74 600k. Vân Đan Gia Bảo đang nụ. Đây. Đây là em bán giao lưu cho các bạn là thích hàng độc đẹp thì sưu tầm nhá. Trầm. Mã số 37 à 73 500k giò trầm này. Hoa tím nhá các bác nhá. 73 500k đã thuần. Đây ạ. Dễ bám, hàng đã thuần. 500k ạ. Mã số 68 600.000. 68 600.000. Đây dễ đấy ạ. Hàng đã thuần rồi nhá. 68 600.000. Tam bảo sắc mã số 71 400k. Tam bảo sắc mã số 71 400k. 71 350.000. Sau đây 71 mà đây cũng 71. Cho 72 đi. Mã số 72. Em xin nhớ lỗi nha, em nhầm nhá. Giò này mã số 72 350.000 nha các bác nhá. Đây ạ. Hàng này chơi bộ dễ. Mã số 37 350k. 37 350k. Chúc bà quay hết rồi. Vừa giờ là em vừa giới thiệu với các bác hết một số những cái giò lan đã ổn định tại vườn. Thì kính mong các bác đăng ký kênh, theo dõi và ủng hộ cho kênh Hoàng Trọng Nghĩa. Cảm ơn các bác rất là nhiều nha. Các bác muốn mua hàng thì nhớ gọi điện theo số điện thoại là 0965 0965 ạ. 872311 872311 nha các bác. Xin chào tất cả các bác.